Hello, chào mừng quay trở lại với channel của Annie. Tập này sẽ là một tập đặc biệt vì nó là tập cuối của Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc chính văn. Thì chuyện cũng đã gắn liền với mình rất là lâu rồi ấy. Bây giờ đọc tập cuối thấy nó cũng hơi buồn một tí. Đấy thì chuyện này nó sẽ có thêm cả cả ngoại truyện nữa, nhưng mà cái này thì tác giả họ đang drop, vậy cho nên là mình tạm thời là mình cũng sẽ chưa đọc ngoại truyện. Nên là đây sẽ là tập cuối của Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Cũng như là nếu như các bạn muốn yêu cầu một chuyện nào đó thì cứ comment ở dưới bất cứ một video nào, thì mình sẽ đều ghi vào trong một cái list. Và sau đó thì khi kết thúc chuyện thì mình sẽ tổng hợp lại xem là vote chuyện nào được nhiều nhất thì mình sẽ đọc chuyện đó. Bắt đầu tập cuối của Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc. Đại kết cục cuối. Không nên! Vân Huyền sợ hãi kêu lên một tiếng, đột nhiên cả người lực lượng bộc phát mạnh, tránh thoát ra khỏi bàn tay trói buộc của Tử Yêu, bay hướng cái tay còn lại của hắn. Tử Yêu không tránh né, cũng là không có lấy huyền khí đánh văng nàng ra, tay của hắn là bị mở ra một đạo lỗ hổng thật sâu. Đó là công kích mũi nhọn Tiểu Phượng Hoàng lưu lại dấu vết. Vân Huyền tuyệt vọng ngừng mắt nhìn tay của hắn nắm chặt, cả thân thể đang kịch liệt lay động. Phá hủy hết thảy, tất cả đều phá hủy. Tiêu Dao. Tiểu Phượng Hoàng từ giữa không trung rơi xuống đất, Vân Huyền đã mất đi ý thức, trong đầu chỉ còn không ngừng lặp lại những chữ Tiêu Dao, Tiêu Dao. Trong ánh mắt của Tử Yêu, ngọn lửa bốc cháy lên rừng rực. Một loạt phản ứng của Vân Huyền rơi vào trong mắt của hắn, giống như là một thanh lợi đao cắm rất sâu vào trái tim của hắn. Nàng khẩn trương và liều lĩnh, nàng đang tuyệt vọng và thất hồn lạc phách, toàn bộ đều thu vào trong đáy mắt của hắn. Tim của hắn đang rỉ máu. Thì ra là như vậy, ở trong mắt của nàng, nàng cái gì là cũng không cho hắn vào trong mắt. Hắn ngay cả một sợi tóc của Đinh Tiêu Dao so ra đều kém hơn. Kèm theo tiếng gầm tức giận của hắn, cả đàn mình bị bao phủ ở trên bóng tối kinh khủng. Phòng ốc xung quanh gạch ngói vang đến những tiếng vỡ vụn, bị văng rơi trên mặt đất. Cả mặt đất chấn động. Mọi người, hãy đi mau. Lòng thì tuyệt đỡ Vân Khê dậy, hai vợ chồng dắt nhau, tạm thời tránh né điên cuồng phát tiết của Tử Yêu. Vân Thanh Uyển trợn mắt nhìn đan dược bị hủy trong tay của Tử Yêu, nàng ta cái gì cũng là bất chấp, thậm chí quên mất công lực của mình đã bị phế. Nàng ta cầm kiếm xung phong liều chết đi ra ngoài. Tử Yêu, người là phá hủy đan dược, liền giống như là giết chết Tiêu Dao. Ta là muốn vì Tiêu Dao mà báo thù. Nàng không có bất cứ công lực gì, cầm kiếm cũng là một mình phí một hơi sức lực. Nàng xông về phía trước, giống như là một tờ giấy ở trước mặt của Tử Yêu diễu võ dương oai. Tử Yêu hừ lạnh, đang suy nghĩ là muốn tìm người phát tiết, lúc này lại có người tự động đưa tới cửa. Bàn tay to của hắn mở chảo, không tốn một chút sức lực nào đem Vân Thanh Uyển hút đến ở trước mặt, gàm bàn tay bóp chặt cổ họng, đem nàng đưa lên trên cao. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết chết bổn tọa, ngươi không biết tự lượng sức mình. Phải, sức lực của ta không bằng ngươi, nhưng là ngươi đã phá hủy hy vọng cuối cùng mà ta yêu thương nhất. Ta cũng không muốn sống trên đời này nữa. Nếu như ta giết không nổi ngươi, vậy thì ngươi giết chết ta đi cũng được. Vân Thanh Uyển đem cổ hướng lên, ánh mắt khép lại, lại tình nguyện chịu chết. Tử Yêu khinh thường liếc nàng ta, đột nhiên đưa tay hướng về phía trước, đem nàng ta xa xa ném ra. Giết ngươi, ô uế tay của bổn tọa. Vân Thanh Uyển nặng nề rơi xuống đất, rơi xuống hai chân không đứng lên nổi. Tử Yêu từ phía trước là không trùng bước xuống, từng bước đi về phía Đinh Tiêu Dao bị băng phòng. Bổn tọa cũng muốn xem một chút, Đinh Tiêu Dao ngươi đến tụi cùng là kẻ nào, tại sao có thể làm cho hai nữ nhân cam tâm tình nguyện chịu chết vì ngươi? Không cho ngươi đụng vào tổ tiên. Côn Lôn lão giả xông lên phía trước, che chở trước mặt của Đinh Tiêu Dao. Ở phía sau của hắn, Ngọc Thụ Lâm Phong bốn người cũng là lần lượt xung phong liều chết chạy tới. Mọi người cầm kiếm, thề rằng sẽ phải hộ vệ di thể của tổ tiên. Những con kiến hôi như các người cũng dám hút mật hoa sao? Bên trong thân thể của Tử Yêu bộc phát ra một cỗ lực lượng khổng lồ, một đầu tóc trắng dài bay lên, một cây lôi châu cắm lên, lôi càng lóe lên. Giống như là rất phù hợp với tình hình, trên bầu trời bùng nổ, giáng xuống một đạo lôi phong. Chỉ một thoáng, thiên địa biến sắc, mây đen cuồn cuộn mà tới, che cả bầu trời đan mình. Trời từ từ tối lại. Tử Yêu một đầu tóc trắng, ở trong bóng tối trở nên quỷ mị mà diêm dúa lẳng lơ. Hắn tóc trắng đột nhiên bay ra một luồng, vô hạn, duỗi dài, cuốn lên trên cổ của Côn Lân lão giả, rất chặt ghìm xuống, siết đến nỗi đối phương không thể nào thở được. Sư phụ! Ngọc Thụ Lâm Phong bốn người nhất tề hô lớn, phi thân cứu sư phụ của bọn họ.
Không biết tự lượng sức, đi chết cả đi. Tử Yêu cánh tay chấn động, huyền khí mãnh liệt như là thủy triều tập kích. Lực đạo đó, nếu là đánh vào trên người của bốn người Ngọc Thụ Lâm Phong, bốn người hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Hai thanh trường kiếm vào lúc này đột nhiên phi thần tới, một thanh trường kiếm khác đánh về phía sợi tóc trắng của Tử Yêu, một thanh trường kiếm khác lại đâm về phía cánh tay của hắn. Chỉ mảnh treo chuông, Tử Yêu phải hồi phục lại công lực để cho Côn Luân lão giả thầy trò năm người tạm thời tránh né được nguy hiểm của tính mạng. Quay đầu, thấy rõ chủ nhân của hai thanh kiếm, chia ra chính là Vân Khê và Long Thiên Tuyệt. Tử Yêu thịnh nộ, lập tức rời đi khỏi mục tiêu, hướng về phía vợ chồng Vân Khê phát động ra một loạt công kích. Lòng các chủ cùng với bao vị nguyên lão vô tâm, vô hy và vô thương đi theo gia nhập chiến đấu. Cũng là vào lúc này, nhị trưởng quý xuất lĩnh ra cao thủ của Bắc Thần gia tộc sát nhập vào trong đan mình. Cùng nhau mai phục ở trong đan mình, cao thủ của Vân tộc và Long gia tộc Hiền Viên cùng với Liên Minh Thích Khách hỗn chiến một chỗ. Chiến cuộc lâm vào trong tình trạng căng thẳng. Hắc Liên Tử Phong quan sát tình hình chiến đấu của song phương, lại cau mày, lâm vào trong cảnh tiến thoái lưỡng nan. Theo lý mà nói, hắn hẳn là phải giúp đỡ Bắc Thần gia tộc, bởi vì ở trên người của hắn chảy xuôi dòng máu của Bắc Thần gia tộc, hắn không có lý do gì giúp đỡ ngoại nhân đối phó với người trong nhà. Nhưng xong, hắn như thế nào mà có thể đối phó với Khê Nhi và bằng hữu hạ thủ của nàng? Vậy cho nên, hắn lựa chọn trung lập. Mặc dù như vậy, ánh mắt của hắn vẫn là không hề chớp mắt đuổi theo thân ảnh của Vân Khê, lo lắng cho an nguy của nàng. Lúc này, trong cao thủ của Vân tộc, Long gia cùng với gia tộc Hiên Viên, có người chú ý tới Hách Liên Tử Phong. Một bộ phận người chưa quen thuộc giao tình giữa hắn và Vân Khê, chỉ biết là hắn cùng với người của Bắc Thần gia tộc, vậy cho nên có bộ phận người kiếm khí rối rít chỉ hướng Hách Liên Tử Phong, kéo hắn vào trong cuộc chiến. Long huyết quyến, Long huyết kiếm, Phi Long tại thiên, Thanh khí. Long Thiên Tuyệt và Vân Khê, hai người đều thi triển ra tuyệt kỹ của riêng mình, hơn nữa, dưới sự giúp đỡ của Long các chủ cùng với ba vị nguyên lão, bọn họ đón lấy áp lực đến từ Tử Yêu, song phương giằng co, chẳng phân biệt được thắng thua. Chiến cuộc kịch liệt, cơ hồ lại đem phần lớn mọi người tại chỗ kéo vào trong đó, nhưng mà lại không ai phát hiện, hiện trường còn có một người đang lấy ánh mắt quỷ dị ở trên người của Vân Khê, mép môi gợi lên nụ cười quỷ dị. Vô thanh vô tức, hắn từ từ đến tới phía sau của Vân Khê, cách ra khoảng 10 bước chân. Ánh mắt của hắn chuyên chú, xuyên qua đám người hỗn loạn, vững vàng nhìn chằm chằm vào một người, Vân Khê. Hắn quang mang lạnh thấu xương ở trong tay áo chợt lóe, đột nhiên xuất thủ, một phi tiêu từ trong tay áo bay ra, bắn về phía sau lưng của Vân Khê. Khê Nhi, mau tránh ra. Long Thiên Tuyệt dư quang đáy mắt sạch qua ánh sáng lạnh. Hắn phát hiện, bay đến, đem Vân Khê đẩy sang một bên. Chỉ nghe phốc suy một tiếng vang, phi tiêu cắm thẳng vào đầu vai của hắn, xuyên thủng xương cốt. Kèn két, những thanh âm xương cốt vỡ vụn, có thể nghe rất rõ ràng. Long Thiên Tuyệt thân ảnh kinh hoàng, từ giữa không trung rơi xuống. Thiên Tuyệt! Vân Khê bị hắn dùng lực đẩy, thuận thế hướng một cái phương hướng khác khuynh đảo, thấy rõ ràng Long Thiên Tuyệt bị trúng phi tiêu, nàng ở trên không trung ngây ngẩn một hồi, sau một khắc Nazi đến bên người của Long Thiên Tuyệt, ôm lấy hắn. Thiên Tuyệt, chẳng thế nào rồi? Nơi vai trái của hắn bị phi tiêu trực tiếp xuyên qua thành một lỗ thủng, có thể thấy được người ném phi tiêu này, lực đạo của hắn rất mạnh. Thiên Tuyệt, chẳng cảm thấy như thế nào rồi? Long Thiên Tuyệt thanh âm khàn khàn cổ họng, cắn răng, cố nén đau đớn ở trên người. Không có chuyện gì đâu, ta không chết được. Vân Khê cảm giác được lại càng thêm không ổn, có thể làm cho Long Thiên Tuyệt biểu hiện kinh ngạc như vậy, có thể là người thân cận cùng với bọn họ. Nàng đột nhiên quay đầu lại, ở trong chốc lát, trong cơ thể máu ngừng chảy xuôi. Hách Liên đại ca! Nàng nhìn tới, nàng nhìn đến Hách Liên Tử Phong ngã xuống trong vũng máu, đang mỉm cười nhìn nàng. Hắn tóc trắng xốc xếch xõa đầy đất, bị máu tươi nhuộm dần qua mái tóc trắng, biến thành màu đỏ rực, xinh đẹp như vậy, nhìn thấy mà giật mình. Mà tăng nhân đánh lén bọn họ, tạm thời bị Vân Mộ Phàm và Long Thiên Trạch ngăn cản, phân tán được lực chú ý. Hách Điện đại ca! Vân Khê bay tới, thực sự rất chặt cầm lấy tay của hắn, đưa từ trong vũng máu đỡ dậy. Hách Điện đại ca, huynh nhất định là phải chống đỡ. Ta sẽ lại đi luyện chế tạo hóa đan, ta sẽ đi luyện chế tất cả các loại đan dược, ta nhất định là sẽ làm cho huynh khỏe mạnh lên. Vân Khê hoàn toàn rối loạn tâm thần, nàng nắm lấy tay của hắn bắt mạch, mạch đập đã từ từ suy yếu rồi. Điều này đại biểu cho hắn hàm nghĩa là gì? Đối với một người hiểu rõ y thuật như nàng mà nói, nàng biết rõ hết thảy. Long Thiên Tuyệt kinh ngạc nhìn Hách Liên Tử Phong, trong khoảng thời gian ngắn, hẳn là một chữ đều không nói ra nổi. Mới vừa rồi nếu như không có hắn thay bọn họ ngăn trở một cách chí mạng, lúc này, dâng mạng sống sợ rằng là hai vợ chồng bọn họ. Hách Liên Tử Phong ánh mắt từ trên mặt của Vân Khê lướt qua, rơi vào trên người của Long Thiên Tuyệt, thanh âm suy yếu nói. Long Thiên Tuyệt, ngươi không cần cảm tạ ta. Ta muốn cứu, chẳng qua là một mình Khê Nhi mà thôi. Đến lúc này, hắn vẫn là thích cùng với Long Thiên Tuyệt tranh cãi, không muốn hướng hắn chịu thua.
Long Thi Tuyệt ánh mắt khẽ ướt át. Cùng với hắn đấu nhiều năm như vậy, bọn họ tuy là đối thủ tình địch nhưng đã sớm tỉnh táo ra rồi. Lẫn nhau đều là thưởng thức đối phương, nên không chịu thua lẫn nhau. Ta biết. Người khẳng định ước gì mà ta chết? Long Thi Tuyệt nghĩ một đằng, lại nói một nẻo. Hách Liên Tử Phong sắc mặt lại nhợt nhạt cười. Đúng lúc này, trên bầu trời, một đạo sấm sét đánh xuống, điện quang lóe lên, làm nổi bật khuôn mặt của hắn lại càng thêm trắng bệch. Khê Nhi, hãy cùng với hắn. Cùng với hắn hào hào mà sống. Nếu như có kiếp sau, ta nhất định là sẽ không để cho hắn giành trước ta một bước. Vân Khê Lệ rơi đầy mặt, dùng sức lắc đầu. Ngươi đừng có nói những thứ xui xẻo này nữa. Ta sẽ không để cho huynh chết. Ta sẽ nghĩ ra biện pháp để cứu sống huynh. Nàng hãy để cho ta nói hết lời. Ta sợ là ta không nói thì cũng không còn cơ hội nữa. Hách Liên Tử Phong ho đến không thể thở nổi. Cả người suy yếu thực sự giống như là chỉ cần một trận gió máy là có thể đưa hắn bay hướng chân trời. Huynh nói đi, ta nghe ta nghe. Huynh có tâm nguyện gì thì huynh cứ việc nói, ta nhất định là sẽ thay huynh đi làm. Vân Khê nóng nảy, khuynh thân đến bên môi của hắn, bên tai truyền đến những thanh âm rất nhỏ, chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe thấy được thanh âm đó. Ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên được Thanh Lâu một đêm đó. Một cỗ dậy sóng xông lên đầu, Vân Khê gương mặt nổi lên ửng hồng khác thường. Nàng biết hắn chỉ là một đêm kia đến tột cùng là chuyện gì. Nàng đã sớm đem sự kiện kia quên mất, không ngờ hắn lại nhớ rõ ràng như vậy. Lướt qua khuôn mặt của Vân Khê, Hách Liên Tử Phong thấy được ánh mắt ngạc nhiên của Long Thiên Tuyệt. Khóe miệng của hắn nhẹ nhàng nhếch lên, không khỏi lộ ra một tia cười đắc ý. Cùng với hắn đấu nhiều năm như vậy, vẫn là luôn thua trên tay của hắn. Lần này, rốt cục là cũng đã thắng một ván. Bởi vì Long Thiên Tuyệt sẽ vĩnh viễn sẽ không biết hắn và Khê Nhi có bí mật gì. Bí mật đó cũng là bí mật ngọt ngào nhất trong lòng của hắn. Mang theo nụ cười như ý, đầu của hắn nghiêng một cái, cả người lụi sơ đi xuống. Hách Liên đại ca! Vân Khê phá thanh kêu lên. Mưa sa điên cuồng trút xuống, không có tiết chế rơi xuống, nện trên mặt của người, giống như là kim châm đâm vào trong trái tim đau đớn. Vân Khê nhấc lên một góc ống tay áo, chống đỡ ở trên mặt của Hách Liên Tử Phong, không muốn để cho mưa sa vô tình tàn sát bừa bãi hắn. Phong Nhi! Tử Yêu đã nhận ra vẻ khác thường bên này, gầm thét một tiếng, đánh văng ra mấy tên cao thủ, phi thân đi tới bên người của Hách Liên Tử Phong. Hắn phất tay áo, đánh văng Vân Khê ra, đưa tay đem Hách Liên Tử Phong từ từ trên mặt đất kéo dậy. Phong Nhi, ngươi phải chịu đựng cho bổn tọa. Ngươi là truyền nhân duy nhất của Bắc Thần gia tộc, bổn tọa không thể nào để cho ngươi chết được. Hắn liên tục đẩy mấy trưởng rơi xuống, vỗ vào mấy chỗ yếu huyệt của Hách Liên Tử Phong, đem huyền khí tự thân của mình đưa vào trong cơ thể của hắn để kéo dài tánh mạng của hắn. Vân Khê lặng lẽ nhìn, không quấy rầy hắn, Long Thiên Tuyệt đứng ở bên người của nàng, lại làm bạn cùng nàng. Thời gian một chút đi qua, Hách Liên Tử Phong sắc mặt ở bên trong nước mưa cọ rửa, rốt cuộc là hòa hoãn hơn nhiều. Sư thúc, tại sao ngươi lại muốn đả thương người? Thanh âm của Tiểu Ban phá vỡ không khí của hiện trường, đem lực chú ý của mọi người toàn bộ kéo đến hướng chiến cuộc. Tiểu Ban, ngươi đã quên sứ mạng của mình sao? Rời đi Phạm Âm Tự nhiều ngày như vậy, ngươi vẫn là không có đem xá lợi phải trông mang về Phạm Âm Tự. Người như thế nào mà lại dám làm thất vọng liệt tổ, liệt tông của Phạm Âm Tử? Tăng Nhân là một bên thành thạo cùng với Long Thiên Trạch, Vân Mộ Phàm cùng Hiên Viên Phách Thiên, cao thủ trung đẳng cấp cùng nhau đối chiến, một bên lấy giọng nói chất vấn đối với Tiểu Ban. Ta... Tiểu Ban bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, tìm kiếm xá lợi Phật Châu đích xác là sứ mạng của hắn. Nhưng xá lợi Phật Châu này vẫn luôn đeo ở trên người của Tiểu Nguyệt Nha, hắn làm sao có thể từ trên người của Tiểu Nguyệt Nha mà cướp đoạt được Phật Châu? Tăng Nhân giọng nói cường ngạnh. Một mình ngươi làm không nổi sứ mạng đó mà còn dám ở chỗ này chất vấn sư thúc. Ngươi nhiều năm Phật lý như vậy học được ở đâu? Hiện tại sư thúc cho ngươi một lần cơ hội lấy công chuộc tội. Nhanh mà đi đem xá lợi Phật Châu mà tìm tới, hiến thẳng cho sư thúc. Sư thúc sau khi trở về, liền thay ngươi hướng sư phụ ngươi cùng với các vị cao tăng cầu tình. Nếu không thì ngươi ngay cả cơ hội trở lại Phạm Âm Tự này cũng không có đâu. Sư thúc! Tiểu Ban làm khó, lộ ra vẻ ngượng nghịu, lại suy nghĩ một chút, dùng sức lắc đầu. Sư thúc, ta không thể làm như thế được. Ta sẽ trở về hướng sư phụ nhận lỗi của ta, rồi nói rõ nguyên nhân với người. Tăng Nhân thấy không là không thể nào trông cậy được vào hắn, lại hừ lại một tiếng, lại trách mắng. Người là đồ vô dụng. Hai tay của hắn tạo thành chữ thập, trong miệng vang đến Phật âm. Chỉ một thoáng, từng đạo Phật quang màu vàng xuyên thấu mưa bụi, mang theo công kích, xâm nhập vào hướng mọi người. Mỗi người tại chỗ đều cảm thấy đầu choáng váng, não trướng ra. Phật âm của hắn giống như là ma âm xỏ lỗ tai, nhiễu loạn tâm trí mọi người, làm cho người ta bị loạn lạc. Vân Khê căm hận đến tận xương tủy,
Chính là hắn mới vừa rồi đánh lén nàng, mới làm hại đến Hắc Liên Tử Phong trọng thương. Hắn so sánh với Tử Yêu là còn ghê tởm hơn nhiều. Ít nhất Tử Yêu là quang minh chính đại, mà hắn thân là một tăng nhân, cũng đang ngầm đánh lén, quá là nhục nhã người ta. Hắn đột nhiên là tới, đưa nàng từ chỗ của Tử Yêu thần thú. Lại là không nghĩ thấy, hết thảy cũng chỉ là âm mưu của hắn mà thôi. Hắn là muốn làm cho mình trước để cho nàng buông lòng cảnh giác, sau đó thừa dịp hỗn chiến, đánh lén nàng. Đối với nàng sau lưng hạ thủ, mục đích thực sự là vì đoạt lại thánh vật Phạm Âm Tự, xá lợi Phật Châu. Hắn nếu như hào hào mà tới đòi, có khi là nhìn phân thượng hắn hiến thần thú, nàng có lẽ sẽ thử thuyết phục nữ nhi đem xá lợi Phật Châu này trả lại cho Phạm Âm Tự. Hiện tại hắn chẳng những là hào hào mà tới đòi, ngược lại lại làm trầm trọng thêm, muốn thông qua loạt thủ hạ hèn hạ này để tới trộm lấy Phật lợi xá châu, nàng sẽ không để cho hắn được như ý. Hít sâu một hơi, ngưng trần tâm thần, huyền khí quanh thân của hắn toàn bộ đều là động dưng. Tập trung đến một chỗ, rồi thân thể của Vân Khê lại hừ nhẹ, ở trong dông tố cuồng bạo đan sen lại từ từ bay lên chỗ hắn. Nàng xem phẫn nộ cùng với bi thương ở trong lòng, hóa thành lực lượng. Mọi người phảng phất thấy được như vậy, ở bên trong bão táp, nàng phá kén thành bướm đã phá tan bóng tối, hóa thành hoàn cảnh ác liệt, đã phá thành một đạo ánh sáng lóe sáng bầu trời. Phong ấn thuật! Kèm theo tự nhãn lạnh như băng, từ trong miệng của nàng thốt ra, chỉ một thoáng trong thiên địa liền an tĩnh. Thời gian và không gian, theo gió khuếch tán ra. Mưa đã tạnh, sấm sét dừng lại. Mọi người lâm vào trong trạng thái bình tĩnh, bao gồm cả tăng nhân và Tử Yêu. Sau khi tu luyện thành công thuật pháp cuối cùng trong Tàn Hoa Bí Lục, thực lực của Vân Khê đã tăng lên rất nhiều. Hiện tại triển khai ra phong ấn thuật, cũng với dĩ vãng so sánh với, quả nhiên là thiên địa kém khác biệt. Ngay cả Tử Yêu vô địch thủ cũng không thể nào chạy trốn uy lực của phong ấn thuật. Lúc này tầng mây đen dày đặc là bị xé ra mở một đầu đường, cô gái áo lam từ trên trời giáng xuống. Vân Khê khẽ kinh ngạc. Ta không có thi triển ra đại triệu hoán thuật, tại sao ngươi lại tới? Ngươi đúng là không có thi triển ra triệu hoán thuật, bất quá nơi này là có người muốn tấn thức, ta cần đem bọn họ dẫn độ đến Vân Chi Đoàn. Cô gái áo lam nói. Bọn họ sao? Vân Khê kinh ngạc. Cô gái áo lam xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trên người của Tử Yêu, đưa một ngón tay nói. Không sai, chính là hắn. Tử Yêu? Cô gái áo lam gật đầu. Phải, lúc trước thực lực của hắn đã đạt đến tư chất dẫn độ, chỉ bất quá hắn chấp niệm quá nặng, không có cam lòng buông tha cho cơ nghiệp một tay hắn sáng lập, vậy cho nên lần nữa áp chế thực lực của bản thân, kháng cự bị dẫn độ. Lần này, hắn là vì cứu người, đã tiết lộ ra thực lực của mình, hắn là phải tiếp nhận quy tắc dẫn độ rồi. Còn nếu không, hắn chính là nghịch thiên mà đi. Tay của nàng nhẹ nhàng một chút, phong ấn thuật ở trên người của Tử Yêu bị phá giải. Vân Khê trong lòng căng thẳng, lập tức bày ra tư thái phòng ngự. Cô gái áo lam lại cười nhạt nói. Người đừng có khẩn trương, thương thế của hắn là không đấu được với người. Bắc thần, thực lực của người đã vượt qua cái cực hạn của không gian này rồi. Người là phải tuân thủ pháp tắc của không gian, theo ta đến không gian khác cao cấp hơn. Được không? Đã phục chưa? Tự yêu híp mắt, trên mặt lộ ra vẻ phong vân khó lường. Hắn nhìn một chút rừng rơi vào trong vân huyên trên thi thể của Đinh Tiêu Dao, nhìn lại Hách Liên Tử Phong đang lâm vào trong hôn mê. Hắn nhắm lại hai mắt, lâm vào trong suy tư dãy rụa ở bên trong thật lâu. Một lúc lâu, hắn mở mắt ra, cả người mất đi vài phần thần thái. Thôi, bổn tọa muốn quyền thế, đã được tới rồi. Nhưng là bổn tọa cũng không có cảm giác được vui vẻ cùng thỏa mãn. Lại tiếp tục đi tranh đấu đi xuống, cũng chẳng có cái ý nghĩa gì nữa. Bổn tọa có thể tùy cho người dẫn đi, nhưng người phải để cho bổn tọa trước đem Phong Nhi cứu tỉnh lại đó. Cô gái áo lam hướng ở trên người của Hách Liên Tử Phong quét tới, chân mày nhẹ nhàng nhíu lại. Hắn tu luyện nhiếp hồn thuật của Bắc Thần gia tộc ngươi, tu luyện không đúng, không cách nào hoàn toàn nắm được lực lượng trong tay của nó, lại bị ngươi đánh trúng một trường chí mạng. Thuốc và kim châm là cứu không hiệu quả đâu, coi như là tạo hóa đan cũng không cứu sống nổi hắn. Đó là một kiếp nạn đã định của hắn rồi, chỉ có thể chờ người hữu duyên tới hóa giải mà thôi. Ngón tay của nàng lộ ra, sương mù màu trắng giống như là một cái lưới lớn bao phủ Hách Liên Tử Phong. Sương mù tiếp tục để cho thân thể Hách Liên Tử Phong lập tức ngừng kết thành thủy tinh trong suốt, vô sắc, kèm theo cả người của Hách Liên Tử Phong biến thành một pho tượng thủy tinh. Vân Khê hít một hơi lãnh khí, không hiểu nhìn về phía cô gái áo lam. Tại sao? Đây là số kiếp của hắn, chỉ có thể chờ người hữu duyên xuất hiện, hắn có thể tỉnh lại được. Ta hiện tại lấy lực lượng của thủy tinh phong ấn, có thể bảo vệ hắn ngàn năm vạn năm bất hủ. Chờ đến ngày khác, người hữu duyên của hắn sẽ xuất hiện, hắn dĩ nhiên sẽ hồi tỉnh thôi. Cô gái áo lam nói. Người hữu duyên? Vân Khê nghe đến mơ hồ, không biết nên tin hay là không nên tin tưởng. Vậy thì hắn rốt cuộc là bao lâu mới có thể tỉnh lại? Người hữu duyên của hắn đã xuất thế hay chưa?
Cái này ta nên không biết. Chuyện này cũng không phải là ta quản. Có lẽ mấy ngày, có lẽ cũng vài tháng, cũng có lẽ vài năm, vài thập niên, thậm chí là vài trăm năm, vài ngàn năm. Tất cả là đều nói không chừng. Cô gái áo lam lắc đầu nói. Vân Khê là còn muốn hỏi nữa, cô gái áo lam nhưng đã rời đi khỏi mục tiêu đó, đưa tay lại làm một ngón tay, đem Tiểu Phượng Hoàng từ trong phong ấn thuật phá giải. Vân Huyền sau khi khôi phục lại, tự do, lệ ở trong mắt của nàng bắn về phía hắn, hàm chứa hận ý. Bắc thần, ta vĩnh viễn cũng sẽ không có tha thứ cho người. Tử Yêu thở gấp, lộ ra vẻ tức giận. Bổn tọa là còn không cần sự tha thứ của người. Đan dược của người, ta trả lại cho người. Trong tay của hắn ném ra một viên đan dược, Vân Huyền vi lăng xuống dưới, theo bản năng há mồm, lại tiếp được nó. Khi nàng ý thức được thời điểm mà mình há miệng ngậm đan dược chính là tạo hóa đan, nàng vui mừng mừng rỡ như điên. Làm sao có thể, tạo hóa đan lại vẫn còn ở đây, không bị hủy diệt, làm sao có thể như vậy được? Nàng không dám tin, nhìn ánh mắt ngưng tụ nhìn Tử Yêu, nói không ra lời là như thế nào, cảm kích hay tức giận. Hắn là cố ý làm cho nàng tuyệt vọng. Nhưng xong, nàng lại không thể nào không cảm kích hắn, bởi vì có tạo hóa đan, Tiêu Dao có lẽ sẽ tỉnh được. Tử Yêu chịu không được ánh mắt phức tạp của nàng, quay lưng lại đi. Hắn đã hiểu rõ, nếu như mình nhất định đi, sao không thành toàn cho bọn họ được. Vân Huyền thật sâu nhìn hắn một cái, xoay người, bay trở về bên người của Đinh Tiêu Dao, lo lắng hướng về phía trên người của Vân Khê liếc mắt một cái. Vân Khê hội ý, thay nàng giải khai đóng băng người trên người của Đinh Tiêu Dao, cho Đinh Tiêu Dao ăn vào tạo hóa đan. Vân Huyền ánh mắt chuyên chú nhìn Đinh Tiêu Dao, bay tới bay lui. Thời gian lo lắng trong khi chờ đợi lặng lẽ trôi qua. Dược tính của tạo hóa đan ở trong cơ thể của Đinh Tiêu Dao từ từ phát huy ra hiệu dụng, sắc mặt của hắn từ từ nổi lên hồng nhuận, tứ chi da thịt khôi phục co giãn cùng với sáng bóng. Qua đại khái nửa thời gian uống cạn chung trà, Đinh Tiêu Dao rốt cuộc đã tỉnh lại. Đây là đâu? Đinh Tiêu Dao bò dậy, ánh mắt đầu tiên là rơi vào trên người của Tiểu Phượng Hoàng, lại hơi sững sờ, có một chút kinh ngạc, sau đó trực tiếp nhảy vọt qua nó, nhìn khắp tứ phía, xung quanh hết thảy đều xa lạ, làm trong lòng của hắn rất bất an. Rất nhanh, hắn thấy được Vân Thanh Uyển, ánh mắt của hắn xảy ra biến hóa. Tiểu Uyển, Tiểu Uyển, người làm sao thế? Tại sao người lại không nói lời nào? Vân Huyền cả người chấn động, hiện thực tàn khốc, đem nàng hoàn toàn đánh vào trong đáy cốc, ngã xuống tan xương nát thịt. Nàng làm sao mà quên mất, bây giờ mình là một hồn phách mà thôi. Hắn hoàn toàn từ đầu luôn luôn không nhận ra mình, hắn bây giờ là có thể đủ nhận thức được cũng chỉ là có Vân Thanh Uyển mà thôi. Một thực tế tàn nhẫn. Nàng cả người lay động, lạnh lẽo đến gay gắt. Rồi cũng đã xảy ra chuyện gì vậy? Đinh Tiêu Dao cuối cùng là đem tầm mắt rơi vào trên người của Vân Khê. Cô nương, người có thể hay không nói cho ta biết, nơi này đến tụi cùng đã xảy ra chuyện gì vậy? Vân Khê liếc nhìn Vân Huyền, vừa định nói điều gì, lại thấy Vân Huyền dùng sức lắc đầu, ngăn trở nàng trong lỗ tai lại truyền đến những tiếng lòng của Vân Huyền. Người không nên nói cho hắn biết ta ở đây. Ta không thể nào vào cùng với hắn một chỗ nữa, cũng đừng để cho hắn sau này có hy vọng, lại tan vỡ. Nhưng người thực sự cam tâm sao? Người đã bỏ qua rất nhiều như vậy, đợi nhiều năm như vậy. Hiện tại thực sự là người muốn buông tay và đem hết thảy cố gắng, toàn bộ nước chảy về biển đông sao? Vân Khê vì nàng cảm thấy đáng tiếc, song nàng cũng biết Vân Huyền đã không thể nào cùng với Đinh Tiêu Dao ở chung một chỗ, bọn họ đã sớm là hai người bất đồng thế giới rồi. Ta chịu buông tay, thì còn có thể làm gì nữa? Vân Huyền thở dài. Hãy đáp ứng ta, tha cho Tiểu Uyển một cái mạng đi. Ta không hy vọng Tiêu Dao cô đơn qua cả đời đâu. Vân Khê cảm thấy nàng ta tuyệt vọng và cô đơn, nàng phảng phất nghe được nỗi lòng của nàng đang rỉ máu. Cô nương, người có thể trả lời câu hỏi của tại hạ hay không? Bên tai lần nữa truyền đến thanh âm của Đinh Tiêu Dao. Vân Khê hít sâu một hơi. Người chúng độc hôn mê là ta đã luyện chế ra tạo hóa đan để đem ngươi cứu tỉnh lại. Nơi này có người muốn cướp đoạt tạo hóa đan, là còn có người muốn bảo vệ tạo hóa đan. Đã lâm vào trong hỗn chiến. Vậy cho nên ta liền thi triển ra thuật phong ấn, đem tất cả mọi người cùng nhau phong ấn lại. Tử Yêu đang quay lưng lại, nghe tới đó lại kinh ngạc xoay người sang chỗ khác, không hiểu nhìn Vân Khê. Tạo hóa đan, phong ấn thuật. Đinh Tiêu Dao là khốn hoặc suy tư một lúc, đột nhiên ánh mắt sáng ngời, lại có đầu mối. Như vậy nói tới, người là người của Vân tộc sao? Người là đến từ Vân tộc, vậy người có biết Vân Huyền không? Nghe được hắn chính miệng nói ra hai chữ Vân Huyền, Tiểu Phượng Hoàng cả thân thể kịch liệt chấn động, thâm tình nhìn về phía hắn. Hắn vẫn còn nhớ đến nàng. Qua vạn năm, hắn sau khi tỉnh lại vẫn còn nhớ rõ nàng, đủ để khiến cho nàng vui mừng rồi. Vân Khê xoay chuyển ánh mắt, theo lời nói của hắn lại tiếp tục. Vân Huyền sao? Cái tên này cũng là có mấy phần quen thuộc. Nàng ta là như thế nào với ngươi?
Và ngươi vì sao lại phải hỏi thăm nàng ấy? Đinh Tiêu Dao mặt lộ ra vẻ vui mừng, mấy bước đến gần trước mặt của nàng. Vân Huyền là thê tử của ta, ta là một mực đi tìm nàng. Ngươi có biết nàng bây giờ là đang ở đâu không? Nàng bây giờ vẫn là có mạnh khỏe chứ? Ta đã thoát khỏi hiểm cảnh hay chưa? Từng câu từng chữ đều là lời nói rất ân cần. Vân Huyền vành mắt đã ươn ướt. Tiêu Dao, ta đang ở chỗ này, đang đứng trước mặt chàng đây. Nhưng là ta không thể nào cùng với chàng nhìn mặt nhau nữa. Tiêu Dao, chàng nhất định là phải sống cho tốt. Hãy quên ta đi. Vân Khê quan sát thần sắc của Vân Huyền, cho dù tâm không đành lòng, rất là muốn nay thay nàng ta nói ra chân tướng sự tình. Nhưng song nàng cũng biết, bọn họ trong lúc nhất định là một cuộc bi kịch. Một người thống khổ, vốn so sánh với hai người thống khổ là tốt hơn nhiều. Người nói Vân Huyền, ta cũng nhớ ra. Nàng ta là tổ tiên cấm kỵ nhất tộc của chúng ta, chính là nhân vật của vạn năm trước rồi. Sao? Nhân vật vạn năm trước? Đình Tiêu Dao thân thể run rẩy, bắt đầu tâm thần không yên. Không sai, ta nghe nói Vân Huyền ở vạn năm trước phản bội Vân tộc, mang theo thuộc hạ cùng với thần tín của nàng ấy rời đi khỏi Vân tộc, chẳng biết là đi đâu. Vân tộc đem nàng ấy coi là cấm kỵ, không ngừng là phái người đuổi giết nàng ấy cùng với thần tín, đến nay cũng không có ai biết cụ thể tung tích. Vân Khê nói. Đình Tiêu Dao nghe thấy như vậy lại thở dài. Thì ra là như vậy sao? Nói như vậy, ta thực sự đã hôn mê quá nhiều năm. Đa tạ người đã luyện chế ra đan dược. Ta nghe Huyền Nhi nói, tạo hóa đan chính là ghi lại ở trong toàn hoa bí lục của Vân tộc. Đó là một đan dược truyền kỳ, cũng không phải là người tầm thường có đủ khả năng để luyện chế ra nó. Người có thể luyện chế ra đan dược giống như là tạo hóa đan, vậy thì có thể thấy được bản lãnh của người không phải là chuyện đùa đâu. Người nhất định là sẽ trở thành một người ưu tú nhất của Vân tộc. Ta nhận lời khen tặng của ngươi. Vân Khê mỉm cười nói. Vân Huyền nghe đến đó, lệ đã rơi đầy mặt. Huyền Nhi, cỡ nào mà quen thuộc thân mật gọi nàng, nằm bị phong ấn ở vách đá dựng, trong đầu nhớ lại ngàn vạn lần. Bây giờ có thể đủ để chính tai nghe được thanh âm hắn gọi như vậy, nàng vô cùng thỏa mãn và hạnh phúc. Vân Huyền, cơ duyên của ngươi đã tới, cũng là theo ta cùng nhau đi tới Vân Chi Đoàn. Cô gái áo lam lúc nãy đột nhiên xẹn vào nói. Vân Huyền, hai chữ giống như là một đạo kình lôi ở trên bầu trời rơi xuống. Đình Tiêu Dao cả người chấn động, đưa mắt nhìn về phía Tiểu Phượng Hoàng. Vân Huyền, nàng mới vừa rồi nói là Vân Huyền. Tự Yêu ánh mắt chợt lóe, hơi có một chút kinh ngạc. Nàng có phải đến Vân Chi Đoàn sao? Không sai, Vân Huyền, ngươi cùng với hắn duyên phận đã hết, tốt hơn là theo ta đi Vân Chi Đoàn, bắt đầu cuộc sống mới. Đến lúc đó, ngươi có thể đạt được trọng sinh, biến trở về là một người sống. Cô gái áo lam nói. Chờ một chút, các người vừa mới nói cái gì? Đinh Tiêu Dao nhìn chằm chằm cô gái áo lam, lại hỏi tới. Cô gái áo lam không nói gì thêm, Tiểu Phượng Hoàng đưa lưng về phía hắn, cả người run sợ. Cuối cùng vẫn là Vân Khê thay nàng đáp lời. Nó gọi là Vân Huyền, là thần thú giữ nhà của Vạn Hoàng Học Viện, Vạn Hoàng Chi Hoàng, cũng là thú sủng của con gái ta. Ta đối với Vân Huyền tiền bối rất sùng kính, vậy cho nên cố ý gọi nó là Vân Huyền, vì kỷ niệm Vân Huyền tiền bối. Đinh Tiêu Dao ánh mắt chớp động, lại toát ra tia thất vọng. À, thì ra là như vậy sao? Ta vẫn còn tưởng là... Hắn cười khổ lắc đầu. Làm thế nào có thể được? Huyền Nhi làm sao mà sẽ biến thành một tiểu phượng hoàng? Ta nhất định là đã sinh ra ảo giác rồi. Nghe hắn lẩm bẩm tự nói, Vân Huyền tâm tình lại càng thêm khó chịu, thân thể rung động lại càng thêm lợi hại. Một cái đại thủ đột nhiên dò xét tới, bắt được nàng. Nàng ngẩng đầu chống lại ánh mắt phức tạp của Tử Yêu. Nàng cúi đầu tránh được tầm mắt của hắn tìm tòi và nghiên cứu, không muốn làm cho hắn nhìn thấy một mặt yếu ớt của mình. Tại sao lại phải khổ như vậy? Nàng hào hết thiên tâm vạn khổ, thực sự vất vả chờ hắn tỉnh lại, mà lại cam tâm đi như vậy sao? Tử Yêu dùng âm bí truyền lời. Lưu lại, vậy thì lại có thể như thế nào được? Chẳng lẽ để cho hắn hướng về phía một hồn phách sao? Vân Huyền không tiếp tục nói nữa. Tử Yêu tâm tình là cũng không có vì như vậy mà dễ chịu, mục đích của hắn đã đạt được. Từ nay về sau, nàng sẽ đi cùng với hắn một cái không gian sinh tồn. Nhưng tại sao hắn là một chút cũng không vui vẻ? Đừng có chậm trễ thời gian, chúng ta phải đi rồi. Cô gái áo lam thúc giục. Nước mắt giọt giọt rơi vào trong lòng bàn tay của Tử Yêu. Hắn chân mày nhíu chặt, mang theo Tiểu Phượng Hoàng mang đi ở phía sau lưng của cô gái áo lam. Ở thời điểm đến gần khe không gian, Tử Yêu nhịn không được, liền hỏi thăm một câu. Thực sự quyết định rời đi sao? Không muốn lần nữa, quay đầu lại nhìn hắn một cái. Vân Huyền chần chừ. Vậy cho nên, Tử Yêu tăng nhanh, nện bước, mắt thấy sẽ phải cất bước bước vào trong khe không gian. Vân Huyền là cũng không khắc chế được mình nữa, đột nhiên quay đầu lại nhìn xuống. Nơi đó, Đinh Tiêu Dao cũng nhìn lên, ánh mắt của hai người chạm nhau.
trong phút chốc hóa thành vĩnh hằng. Không còn kịp nữa, lại không còn kịp trở về chỗ cũ, Vân Huyền đi theo Tử Yêu cùng với cô gái áo lam, một đạo biến mất ở trên khe không gian. Đinh Tiêu Dao nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng không khỏi thấp thỏm bất an, mới vừa rồi đạo ánh mắt đó rất quen thuộc, nhìn nó rời đi, vì sao tim của hắn lại đau đớn như vậy, thực sự giống như là đột nhiên trong lúc đó mất đi một thứ gì đó rất trọng yếu. Vậy đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hoàng mang mới biến mất khỏi khe không gian, một đạo kim quang hiện ra, Tiểu Phượng Hoàng liền bay trở lại. Đinh Tiêu Dao lộ ra sắc mặt vui mừng, mở ra hai cánh tay, đi nghênh đón nó, mà Tiểu Phượng Hoàng tuy là không vòng qua hắn, lại bay trở về đến ngực của Vân Khê, là một loại ủy khuất, hướng về phía của nàng làm nũng. Vân Khê bất đắc dĩ chừng nó, biết đi mà trở lại sao, đó là Tiểu Phượng Phượng, mà Vân Huyền, nàng ấy đã đi thật rồi. Một năm sau, Đông Hải trên mặt biển, hạo hạo đáng đáng bay lên một đám thần long, đó đã là một nhóm thần long cuối cùng của Long Vương Cốc, trong đó kế tiếp chính là Long Vương và Long Hậu. Lưu luyến không rời nhìn lại Long Vương Cốc, Long Hậu không nhịn được thương cảm, sinh sống nhiều năm như vậy ở Long Vương Cốc, sẽ phải rời đi rồi, nàng rất là không nỡ. Ai biểu tiểu long của nàng lại thích Ngạo Thiên Đại Lục, muốn cùng với tiểu đồng bạn của nó cùng nhau ở lại Ngạo Thiên Đại Lục sinh sống. Không nỡ cùng với hài tử chia lìa, bọn họ chỉ có thể để cho toàn tộc rời đi khỏi Long Vương Cốc, ở Ngạo Thiên Đại Lục này một lần nữa tìm kiếm địa phương định cư. Đại Vương, chúng ta sau này còn có thể thường xuyên trở lại đây không? Long Hậu nói. Dĩ nhiên có thể được, Vương Hậu nếu là nghĩ trở lại, thì chúng ta tùy thời cũng là có thể trở lại được. Long Vương ôn nhu nói. Đại Vương, chẳng thật sự là tốt với ta. Hai cái thần long càng ngày càng gần, triển miên cùng với nhau đồng tiến. Ở phía trước, nhất nhất là đội ngũ thần long, là một nhà bốn người Vân Khê, mà chở người nhà bọn họ chính là Long Hoàng Tiểu Bạch. Có thể làm cho Long Hoàng mở đường, Long Vương và Long Hậu hộ tống, điều động tất cả thần long và hộ tống rời đi. Cả nhà bốn người bọn họ coi như là không tiền khoáng hậu. Tuyệt vô cận hữu liễu. Vân Khê tựa vào trong ngực của Long Thiên Tuyệt, một tay chống cằm, nhẹ nhàng than thở. Hòa thượng của cái Phạm Ông Tự kia cũng là quá phận. Tự nhiên lại để cho Tiểu Nguyệt Nha hàng năm là phải đi nơi đó của bọn họ ở lại một tháng. Bọn họ cho chùa miếu của bọn họ là thắng địa du lịch hay là sơn trang nghỉ hè đấy. Tiểu Nguyệt Nha của ta là con nhỏ như vậy, nơi nào mà chịu được chùa miếu kham khổ. Huống chi trong nhà chùa của bọn họ đều là một lũ hòa thượng đầu chọc, để cho nữ nhi của ta cô bé xen lẫn trong bọn họ, sau này làm sao có thể gả ra ngoài. Nếu như không phải là để cho Tiểu Ban có thể thuận lợi trở lại Phạm Âm Tự giao phó, hai vợ chồng bọn họ là cũng sẽ không cố ý mang theo nữ nhi đi Phạm Âm Tự phía tây lãnh thổ một chuyến. Kết quả lần đi này đã bị đối phương giữ hơn nửa năm, lại là cử hành các loại nghi thức, lại đối với nữ nhi của bọn họ tiến hành sắc phong. Bây giờ nghĩ lại, Vân Khê đều cảm thấy có loại cảm giác là bị lừa đảo. Long Thiên Tuyệt nhàn nhạt mỉm cười. Chùa miếu thành tính cũng sẽ không có nhiều ong bướm đuổi theo phía sau lưng của chúng ta và nữ nhi, như vậy thì an tâm mà. Vân Khê lật mặt. An tâm cái rắm, chẳng nghĩ hòa thượng trong Phạm Âm Tự tất cả đều là lục căn thanh tịnh sao? Vạn nhất Tiểu Nguyệt Nha của chúng ta tìm hòa thượng làm con rể, đến lúc đó chàng là cũng muốn khóc lóc là cũng không khóc nổi đâu. Bọn họ dám sao? Lâm Thị Tuyệt tròn con mắt trừng lớn. Nếu như bọn họ mà dám đối đãi với con gái của chúng ta mà động tâm tư, ta tuyệt đối là làm cho bọn họ lập tức là có tư cách tiến cùng luôn đó. Vân Khê nghe thấy như vậy lại thổi phù một tiếng, thực sự rất buồn cười. Tại sao lại cho bọn họ có tư cách tiến cùng? Tiểu Nguyệt Nha vào lúc này quay đầu lại tò mò hỏi. Bé làm một đôi tay nhỏ bé vút ve chơi đùa Tiểu Hồng Hồng. Tiểu Hồng Hồng hưởng thụ tay nhỏ bé mềm mại của tiểu chủ nhân, trong miệng của nó thỉnh thoảng phát ra những tiếng thoải mái rên hừ hừ, mà Tiểu Phượng Hoàng là cũng chỉ có thể tội nghiệp đứng một bên, nào mà dám cùng với Tiểu Hồng Hồng bưu hãn vô địch mà tranh thủ tình cảm. Cái này sao? Long Thiên Tuyệt suy nghĩ một chút lại trả lời. Ca ca của con sau này là không phải là làm hoàng đế sao? Bên người hoàng đế luôn cần phải có nhiều người chiếu cố. Phụ thân cũng là muốn giúp ca ca của con tìm mấy người có thể tiến cung được và đi làm bạn với nó. À, thì ra như thế. Tiểu Nguyệt Nha nghiêng đầu, khả ái mà nghĩ, ngữ khí nói ra kinh người. Ta đây sẽ để cho tất cả các đại sư trong chùa đều tiến cung theo ca ca, như vậy thì ca ca cũng sẽ không có tịch mịch. Làm thì Tuyệt cùng với Vân Khê liếc mắt nhìn nhau, nhất để rơi xuống hắc tuyến. Các cao tăng của Phạm Âm Tự vì tìm được xá lợi Phật Châu ở trên người của Tiểu Nguyệt Nha, đặc biệt là cho bé danh hiệu Thánh Cô. Thánh Cô quyền lợi chỉ dưới trụ trì. Trừ trụ trì, tất cả những người khác đều là phải nghe theo hiệu lệnh của cô bé. Một câu nói đó, tính mạng của các đại sư ở trong chùa sẽ liền mất đi mất. Tiểu Mặc nghe thấy như vậy, hiểu rõ ý tứ của muội muội, cười đến ngã trái ngã phải. Huyền Huyền, ca ca là không có nhiều người như vậy cần theo ta đâu. Ca ca đây chỉ cần Huyền Huyền phụng bồi như thế là được rồi.
Huyền Huyền sau này sẽ theo ca ca, ca ca đi đâu Huyền Huyền sẽ đi đó. Ừ, một lời đã định đó. Hạ Huỳnh Muội ngéo tay, bên nhìn nhau cười, nụ cười tinh khiết và lưu lại trong thiên hạ hình ảnh tốt đẹp nhất. Vân Khê đưa tay sờ sờ đầu của hai đứa bé, nghĩ đến người một nhà hạnh phúc và ấm áp, nàng liền không nhịn được liên tưởng đến Hách Liên đại ca bị lực thủy tinh phong ấn, đến nay vẫn còn chưa tỉnh lại. Cũng không biết người hữu duyên của hắn đến tột cùng là khi nào mới có thể xuất hiện được, hắn khi nào mới có thể tỉnh lại được đấy. Cô không biết Hách Liên tử phong khi nào mới có thể tỉnh lại được. Ta cảm thấy thiếu đi hắn, trong lòng liền tự nhiên buồn bực. Lòng Thình Tuyệt nhận thấy được nàng thất thần, vậy cho nên chủ động thay nàng nói ra tiếng lòng. Vân Khê mấp máy miệng, lại thở dài, dài nói. Hiện tại nhị trưởng quỹ đã ở lại chiếu cố cho Hách Liên đại ca. Một khi Hách Liên đại ca tỉnh lại, thì nhị trưởng quỹ trước tiên sẽ nói cho chúng ta biết. Hy vọng hắn là có thể nhanh chóng tìm được người hữu duyên của hắn, mong một chút tỉnh lại ở đây. Đúng, nhất định sẽ. Lòng Thình Tuyệt nhẹ nhàng ôm eo nhỏ của nàng, cúi đầu, ở trên trán của nàng in giống một nụ hôn nhẹ nhàng. Phía sau bọn họ còn có một đoàn thân bằng bảo hữu đuổi theo bọn họ, đón ánh nắng chiều, hướng tới phương hướng hạnh phúc phía trước. Hết chuyện rồi, hết cả tập cuối. Mong rằng mọi người đã có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên, hãy yêu cầu chuyện để mình có thể biết được chuyện gì mình sẽ đọc tiếp theo, cũng như là hãy mong chờ rằng cái phiên ngoại của chuyện này nó có thể hoàn để... sẽ tiếp tục mà theo dõi thêm về câu chuyện của thiên tài Nhi Tử Mẫu Thân Phúc Hắc nhé. Thôi bây giờ không nói linh tinh nữa. Tạm biệt, hẹn gặp lại vào những chuyện khác của kênh Annie. Tạm biệt.